Xin chào, đây là Charlie Hoskinson đang phát sóng trực tiếp từ vùng Colorado đầy nắng ấm. Hôm nay sẽ là một video ngắn và tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Các bạn đều biết là tôi thường xuyên tham gia những buổi AMA. Khán giả sẽ hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào họ muốn trong các AMA. Có một câu hỏi là tôi sẽ làm gì nếu Cardano bị coi là chứng khoán. Tôi đã tham gia vào cuộc đối thoại về điều đó. Tất nhiên, XRP sẽ là một trong những trường hợp của bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc crypto là chứng khoán. Bởi vì nó là trọng tâm về việc định nghĩa một dự án layer 1 có phải là chứng khoán hay không, cũng như những sự kiện và hoàn cảnh nào được yêu cầu để đưa ra quyết định đó. Đây là một mối quan tâm của toàn ngành. Tôi cũng đã trả lời về câu hỏi đó trong buổi thảo luận. Tôi đã nói một chút về tin đồn mà tôi đã nghe được từ một nguồn khá đáng tin cậy, từ một người gần gũi với vụ kiện về khả năng giải quyết vụ kiện trước ngày 15 tháng 12. Tôi chỉ nói ra những điều mà tôi đã nghe được. Khi tôi nói điều đó, nhiều người trong cả cộng đồng XRP và giới truyền thông đã quyết định tiếp thu nhận xét đó. Họ nói Charlie Hoskinson tin rằng vụ việc sẽ được giải quyết vào ngày 15 tháng 12. Sau khi nó không được giải quyết, tôi bị buộc tội nói dối. Tôi lại bị buộc tội vì tạo ra tin đồn. Tôi không biết cách tương tác với cộng đồng XRP. Tôi nghĩ rằng những phát biểu của tôi đã được lịch sử đo lường và hỗ trợ rất nhiều. Tôi không tin XRP là chứng khoán. Tôi đã dành nhiều năm hỗ trợ cho điều đó. Tôi rất trân trọng khoảng thời gian đã dành để nói chuyện với Arthur Brito, Larson và những người khác. Đã có lúc có sự đối thoại và hợp tác tích cực giữa Ripple Lab trong tổ chức của tôi. Tôi không tin rằng Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, SEC, đã bị mua chuộc để kiện Ripple. Tôi tin rằng đó là một thuyết âm mưu. Tôi tin rằng vì một số lý do mà Ethereum đã được đối xử nhẹ nhàng hơn một chút so với những dự án khác. Tôi tin rằng đó là trường hợp về quy mô và phạm vi của nó, cũng như nó đã lớn như thế nào trong hệ sinh thái. Điều đó không nhất thiết có nghĩa là có hối lộ và tham nhũng ở cốt lõi. Để suy đoán về điều đó, khi tôi không ở vị trí để biết tất cả các sự kiện và tình tiết, các quan chức chính phủ bị buộc tội tham nhũng và hối lộ là không thể chấp nhận. Đó là điều mà tôi sẽ không tham gia. Khi nói điều đó thì tôi đã bị cộng đồng XRP chế giễu, quấy rối và bạo hành. Một lần nữa, bây giờ tôi đang bị bạo hành. Tôi tự hỏi liệu có bất kỳ giá trị nào không khi đề cập đến việc tham gia hoặc thảo luận bất cứ điều gì về XRP. Tôi không nghĩ là có với những gì đã xảy ra vào thời điểm này. Vậy nên tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào về XRP trong thời gian tới. Tôi sẽ không đề cập đến dự án XRP trong mọi trường hợp. Tôi sẽ không nói gì về bất cứ điều gì đang diễn ra sau khi có giải pháp cho trường hợp XRP. Tôi thậm chí sẽ không thảo luận về điều đó. Nếu được hỏi trong tương lai thì tôi sẽ chỉ nói không bình luận. Trong suốt sự nghiệp ở lĩnh vực này, tôi chưa gặp phải một cộng đồng sẵn sàng tấn công ác ý một người không tấn công họ. Tôi không có gì khác ngoài việc ủng hộ mọi thứ. Ví dụ như giao thức Interledger, Codeus, các sáng kiến và nỗ lực mà Ripple thực hiện để phổ biến crypto và giáo dục mọi người. Không có lời biện minh nào cho những điều đã xảy ra, đã được nói và thực hiện. Tôi thực sự mệt mỏi khi bị gọi là kẻ nói dối. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mệt mỏi khi bị gộp vào Ủy ban Giao dịch Chứng khoán vì một số người nói trên Twitter rằng nên điều tra các giao dịch của tôi với Ethereum để xác minh xem tôi có tham gia vào một số hành vi tham nhũng hay không. Nó là điều không thể chấp nhận. Nó nên dừng lại. Nhưng đây là cách truyền thông xã hội hoạt động. Dường như đây là cách cộng đồng này muốn tự tiến hành. Tất cả những gì tôi có quyền kiểm soát là liệu tôi có liên quan đến nó hay không. Vì vậy, bất cứ điều gì liên quan đến XRP trong tương lai, các trường hợp liên quan, công nghệ, con người, thì điều duy nhất tôi sẽ trả lời là không có bình luận. Sẽ là như vậy. Hy vọng điều đó được giải quyết. Tất cả chúng ta hãy quan sát. Tôi rất tiếc khi phải làm như vậy, nhưng tôi thực sự mệt mỏi. Tôi không muốn chịu những điều như vậy nữa.
Vậy nên tôi muốn làm một video ngắn để giải thích điều đó. Nếu bạn hỏi tôi trong AMA thì tôi sẽ không bình luận. Nếu bạn cố gắng gặng hỏi tôi tại một hội nghị hoặc một hội thảo, nếu tôi được mời tham gia một hội thảo và đại diện của XRP có mặt trong hội thảo đó, tôi sẽ không tham dự hội thảo. Tôi sẽ không ở đó. Tôi sẽ không tham gia và tương tác với bất kỳ ai trong cộng đồng đó. Bởi vì một lần nữa, tôi không biết làm thế nào để tương tác với nó. Tôi nghĩ rằng tuyên bố của tôi đã được đo lường rất nhiều. Không có bằng chứng nào cho thấy SEC đã bị mua chuộc để kiện Ripple. Thuyết âm mưu ở đó chỉ là vô nghĩa. Nếu bạn tin rằng Ethereum đã nhận được thông qua miễn phí, tại sao điều đó không tốt cho Ripple? Bởi vì nó cung cấp cho bạn cơ sở lý luận trong trường hợp này để lập luận rằng XRP không phải là chứng khoán dựa trên các quyết định được đưa ra với Ethereum. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Bình luận về điều đó không nên biến tôi thành kẻ thù số một của công chúng. Bình luận về những điều tôi đã nghe như tin đồn mà tôi mở đầu là tin đồn và sau đó gọi tôi là kẻ nói dối, nó một lần nữa vượt ra ngoài sự chấp nhận. Sẽ không có bình luận hoặc tương tác nào trong tương lai. Tôi rất tiếc khi phải làm vậy, nhưng đã đến lúc tất cả những điều này phải kết thúc. Có vẻ như cách duy nhất để điều này kết thúc là tôi hoàn toàn không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận hoặc tương tác nào. Hy vọng nó sẽ giải quyết điều đó. Tôi chúc tất cả những người trong cộng đồng những ngày tốt đẹp và may mắn nhất. Cảm ơn các bạn.